Lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức cho phép tôi được gửi lời kính chúc sức khỏe để chào trân trọng nhất đến quý vị đại biểu và các vị khách quý. Và hàng năm Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành chúng ta đều có những hoạt động rất là ý nghĩa để tổ chức trong ngày 8 tháng 3 cho chị em phụ nữ. Và năm nay chúng ta tổ chức hội thi ẩm thực, những món, tất cả những món ăn đều do từ đôi bàn tay khéo léo của các chị em phụ nữ trong tổ nữ công của xã Châu Thành. Hôm nay với phần thi hội thi ẩm thực, chúng ta sẽ có tổng điểm là 10. Tôi xin được thông qua thể lệ và thang điểm chấm với tổng điểm 10. Đúng chủ đề chúng ta sẽ được 2 điểm. Chất lượng, hương vị món ăn chúng ta được 4 điểm. Trình bày đẹp 1,5 điểm. Và thuyết trình hay, kỹ năng tốt, trang phục đẹp chúng ta sẽ được 2,5 điểm. Và cơ cấu giải thưởng chúng ta có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích. Sẽ có và ngay sau đây thì xin kính mời tôi xin trân trọng được giới thiệu để thể hiện sự công bằng và đưa ra những thang điểm hợp lý nhất, chấm điểm cho những món ăn vừa đẹp mắt vừa chất lượng của tổ nữ công xã Châu Thành. Chúng ta có ban giám khảo, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Bá Ngọc, bí thư đảng ủy xã Châu Thành. Xin được trân trọng giới thiệu bà Quan Thị Dũng, chủ tịch hội người cao tuổi. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Hướng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lâm Mạnh Cường, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Châu Thành. Và vị giám khảo tiếp theo, vị giám khảo thứ năm, đó chính là ông Vi Văn Biên, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Châu Thành. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay thật to. Và ngay bây giờ xin được mời các đội thi chúng ta phải đứng cách xa 1 mét mâm ẩm thực của mình, và xin mời mỗi một mâm làm một cử một đại diện để chúng ta thuyết trình giới thiệu về món ăn và ý nghĩa của món ăn mình mang tới hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời ban giám khảo chúng ta tiến hành chấm điểm như thang điểm tôi đã đưa ra. Bây giờ xin kính mời ban giám khảo. Chúng ta sẽ bắt đầu từ mâm đầu tiên là mâm số 1, mâm số 2, mâm số 3, mâm số 4 và mâm thứ 5, thứ 6. Vâng, chúng ta có tổng cộng 7 mâm và ban giám khảo sẽ đi lần lượt từ mâm đầu tiên đến mâm thứ 7. Mâm đầu tiên là với nhóm thứ nhất là có cái đi là sao? Xin mời mâm thứ nhất thuyết trình ạ. Xin ra có thể Ủy ban Nhân dân xã cũng có thể các đồng chí có mặt trong buổi hôm nay thì thay mặt cho nhóm của Huế Hiếu Văn Nhất, tôi xin phép được giới thiệu qua về món ăn của nhóm chúng tôi đến tham dự hội thi ngày hôm nay. Thì chúng tôi đến với hội thi hôm nay thì gồm có 10 món chính và 3 món phụ. 2 món chính thì gồm có món thứ nhất là món ăn đường tam món, món thứ hai là món tôm hấp, món thứ ba là món lươn xào với cá, món thứ tư là món thịt chua. Món thịt chua này là do chúng tôi tự làm theo truyền thống của gia tộc Thái Bình Phan. Món thứ năm là món nam mọc, món thứ sáu là tay mì ngọt, món thứ bảy là màu mọc, món thứ tám là món mát đắng, ba kẹo, xả, món thứ chín là món lùng thịt bò, món lùng thịt bò. Và món thứ 10 là món thịt bò hấp. Và món thứ 11 là món sữa món giá. Và món thứ 12 là món đặc biệt, đấy là món mai mai. Và chúng tôi có kèm theo món tráng miệng là món quả ta đã sống. Và chúng tôi có kèm theo món tráng miệng là món
Nhìn là biết rồi. Nhìn là biết rồi. Xin được cảm ơn các bạn giới thiệu về những món ăn của mâm thứ nhất là gồm có chị Huế, chị Ngân và anh Hiếu. Bây giờ xin được mời ban giám khảo chúng ta hãy nếm thử những món mà mình thích nhất và đưa ra mối tham điểm theo chấm theo cảm nhận của mình ạ. Rồi. Vâng, ban giám khảo đồng ý là sẽ không nếm mà để dành cho tất cả khán giả chúng ta cùng nếm. Và bây giờ là đến nhóm thứ hai ạ. Xin kính mời nhóm thứ hai giới thiệu với mâm của mình ạ. Gà hấp xả là chanh và muối. Và thứ tư, nói qua loa đi. Thứ tư là ném hải sản. Đang còn truyền hình trực tiếp đấy. Và món lạp xương nướng. Và món canh cần nhọc. Món cá nướng. Và món chèo là nước làm từ hè và cá và cần nướng. Và món măng rừng luộc. Và đặc biệt là món mang, mang, mang giang. Nhóm chúng tôi có thêm món là kim bắp được làm từ cơm, được làm từ cơm trắng và tắm nước và tái tái đó là dưa chuột và sụp và rốt cho quý ông. Xong rồi cũng vui cho quý ông. Là số 7 là tiền xong thân đơn vị của mình và chúc của chị của ta là thành công tốt đẹp và chúc tất cả ban giám khảo và tất cả các chị em phụ nữ cười tươi lên. Quên mất rồi. Vâng, xin kính cảm ơn nhóm thực hiện số 7 ạ. Và tiếp theo xin mời nhóm tiếp theo chúng ta trình bày về các món ăn của mình ạ. Món ăn là gì? Tôi xin thực ra tôi xin phép giới thiệu về cái sản phẩm của nhóm mình. Nhóm chúng tôi gồm có 3 thành viên. Tôi là Hòa, Hành, Lê. Nhóm tôi gồm có món thứ nhất đó là cà quấy. Món thứ hai là cá ăn nướng. Cá quấy là lấy từ dưới áo. Món thứ năm đó là món xay chiên với sả. Món thứ sáu đó là món chèo. Món đặc biệt nhất đó là món canh cột đọt máy được nấu với là cá tươi nướng. Và món phụ đó là món đặc biệt đó là rượu. Rượu là món tráng miệng. Món rượu là tráng miệng à? Tiếp theo.
xin mời nhóm tiếp theo chúng ta thực hiện phần thi giới thiệu các món ăn của mình ạ. Kính thưa ban giám khảo cùng tất cả các anh chị em trong cơ quan, thì nhóm của chúng tôi thì bao gồm 4 thành viên. Tôi là Ngô Thị Viên, thứ hai là đồng chí Vi Thị Hằng, thứ ba là đồng chí Vi Văn Thảo, thứ tư là đồng chí Hải Phương. Thì nhóm của tôi thì tất cả các anh chị em trong cơ quan đều là những sản phẩm từ gia đình chúng tôi đưa đến hội thi. Món thứ nhất đó là món gà luộc, món thứ hai đó là món cá nướng, món thứ ba đó là món gà trứng, món thứ năm đó là thịt nướng, món thứ sáu đó là chả cuốn bánh, món bánh ướt. Nguyên liệu chủ yếu thì được làm từ cốt nếp, nhân đậu, dừa, và món tiếp theo đó là rau, rau kèm, và món cuối cùng đó là món cái có một sức khỏe tốt, thành công và có một ngày vui vẻ, ngon miệng, đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn phần thi và phần giới thiệu về các món ăn của nhóm thứ tư. Và tiếp theo xin mời ban giám khảo và quý vị chúng ta cùng đến với phần thi của nhóm thứ năm ạ. Xin mời nhóm thứ năm giới thiệu về các món ăn của mình ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, đến với hội thi ẩm thực ngày hôm nay thì nhóm chúng tôi là gồm ba thành viên, đồng chí Vi Thị Hồng, tôi Vi Thị Bích Thảo và đồng chí Vi Văn Tú. Đến với hội thi ẩm thực thì con đó là có hoa quả, bạt rượu, rau thơm. Và chúng cuối cùng là nhóm chúng tôi xin chúc là hội thi thành công tốt đẹp và chúc chúng ta có một buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin chào cảm ơn nhóm thứ năm ạ. Với những món ăn vừa truyền thống vừa hiện đại. Bây giờ xin kính mời ban giám khảo và quý vị chúng ta cùng đến với nhóm thứ sáu ạ. Xin mời đại diện nhóm thứ sáu chúng ta trình bày phần giới thiệu món ăn của mình ạ. Món ăn nào càng rồi bao nhiêu là càng ngon. Xin mời nhóm thứ 6 ạ. Chúng ta cùng lắng nghe phần trình bày của nhóm thứ 6. Xin được kính thưa các đồng chí, nhóm thứ 6 của chúng tôi gồm có 3 đồng chí, đó là tôi và đồng chí Ngọc và đồng chí Lan. Thì đến với hội thi ẩm thực hôm nay thì đội chúng tôi gồm có là 11 món. Thứ nhất là món thịt nướng sả, thứ hai là món gà nướng, thứ ba là món mực xào thập cẩm, và thứ tư là món cá tàu hấp biếng. Và về các loại chèo, các loại nộm thì chúng tôi có hai loại nộm. Thứ nhất là nộm giá lợn với là dưa chuột, thứ hai là nộm rau thơm và giá. Và về canh thì chúng tôi có hai loại canh. Thứ nhất là canh cuộc với các loại gia vị cùng với đó, và thứ hai là canh nhộc nhái. Và tiếp theo đó là có các loại rau, hay còn gọi là salad là ăn kèm với các món thịt cá. Và cuối cùng đó là cái món không thể thiếu được, cái món hoa quả là tráng miệng. Sau khi chúng ta dùng bữa xong thì tráng miệng. Và một thứ nữa là cái đồ gọi là ẩm thực trong không thể thiếu trong liên quan với khi chúng ta dùng thực thì đó là rượu. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho đội thứ 6 vừa thể hiện xong phần thi giới thiệu các món ăn của mình. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với mâm cơm của nhóm thứ 7. Xin kính mời nhóm thứ 7 ạ.
ban giám khảo chúng ta hãy đến với nhóm thứ bảy để cùng thưởng thức những món ăn mà các chị nhóm thứ bảy chúng ta vừa thực hiện ạ. Xin kính mời ban giám khảo ạ. Xin được kính thưa ban giám khảo, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể chị em. Thì lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới ban giám khảo lời kính chúc sức khỏe, chúc toàn thể chị em của chúng ta hôm nay có một ngày lễ vui vẻ và đầy ý nghĩa. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, xã Châu Hành chúng ta đã phát triển toàn diện về mọi mặt như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thì ngoài ra, xã còn có nhiều những món ăn ngon đặc sản của người Thái, như là một số món như phát chúc, chín xuông và canh nằm lọc, nhãn ếch và nhái, vân vân. Thì đến với hội thiềm thực ngày hôm nay, nhóm chúng tôi gồm có 4 đồng chí đấy ạ. Một là tôi, hai là đồng chí Lê Thị Hà, ba là đồng chí Lương Văn Thuần đấy ạ. Trợ giúp rất là đắc lực đối với thực ngày hôm nay. Cho một tràng pháo tay đi ạ. Đến với hội thi ẩm thực hôm nay, nhóm chúng tôi gồm có 13 món, tổng thể gồm có 13 món. Món thứ nhất tôi mới giới thiệu tới ban giám khảo, đó là món bắp chúc. Món bắp chúc gồm có tất cả các nguyên liệu như xiên xa, rồi rau bầu, rồi chuối, hoa đu đủ. Và món thứ hai đó là món gà luộc, đấy cũng là món chính. Món thứ ba là món canh cá lăng sốt cà chua. Món thứ tư là món chạch ôm chuối. Món thứ năm đó là thịt nướng lá bưởi. Món thứ sáu là khoai mai chấm mật. Món thứ bảy là món nhồng xào lá chanh. Món thứ tám là món ếch và nhái, ếch và cà rô, ếch và nhái rán. Món thứ chín là chèo và chấm ca, chấm măng, chèo chấm chèo thơ dâu chấm măng, và ta là chấm sả và dưa đậu các loại, cải sả, rau sống. Và món cuối cùng đó là tôi muốn giới thiệu với ban giám khảo của chúng ta, đó là món xin chúng ta hãy cùng lắng nghe phần thi giới thiệu về các món ăn của nhóm thứ bảy. Xin mời ban giám khảo ạ. Và món cuối cùng tôi muốn giới thiệu với ban giám khảo về đây chúng ta, đó là món bánh ịt. Món bánh ịt được làm từ nguyên liệu bột nếp hòa quyện với là mật mía màu vàng ngọt. Đây là món ăn thân thuộc đối với người đồng bào dân tộc Thái của chúng ta. Món này có ý nghĩa là vợ chồng gắn bó keo sơn. Và một số món ăn của tôi giới thiệu đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc ban giám khảo và toàn thể chị em chúng ta có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc và thành công. Xin hết. Vâng, xin được cảm ơn nhóm thứ bảy. Vậy là hội thi ẩm thực của chúng ta với 7 nhóm thi đã trải qua 7 cái nội dung thi, đó là giới thiệu về các món ăn của nhóm mình. Ngay bây giờ thì xin kính mời ban giám khảo chúng ta hãy một lần nữa hãy ngắm nhìn và nếm thử các món ăn mà do chính đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ trong Ủy ban Nhân dân xã Châu Hành chúng ta thực hiện. Và đằng sau đó, bên cạnh đó chính là sự ủng hộ nhiệt tình, sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của những người đàn ông trong hội nhóm. Và bây giờ tôi xin được xin phép là được phỏng vấn một đồng chí trong nhóm bài ạ. Xin mời đồng chí Thuần của nhóm bài ạ. Tôi xin mời đồng chí Thuần của nhóm bài chúng ta vào đây ạ. Vâng, xin mời đồng chí Thuần ạ. Chạy làng rồi. Nghe giới thiệu có lẽ là... Vâng, xin kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý, quý ban giám khảo. Lúc nãy chúng ta vừa được nghe phần dự thi về giới thiệu các món ăn của nhóm thứ bảy. Và có một điều đặc biệt là mỗi nhóm đều có một người đàn ông trợ giúp. Nhưng riêng nhóm bảy cũng là một người đàn ông. Nhưng người đàn ông này
rất đặc biệt, bởi vì ở cái nhóm thứ bảy là có cặp vợ chồng chị Nga và anh Thuận. Chị Nga đã giới thiệu là anh là người đàn ông trợ giúp rất đắc lực cho các món ăn của nhóm thứ bảy. Vậy anh có cho cả hội thi của chúng ta được lắng nghe những ý kiến của mình về tất cả những món ăn hôm nay, và đặc biệt là trong nhóm của mình đã trải qua vất vả như thế nào để có được những món ăn như hôm nay ạ? Xin kính mời anh. Xin mời chị Nga, chúng ta đứng gần ạ. Chúng ta có một điều rất đặc biệt đó ạ. Xin mời anh. Vâng, xin giới thiệu với tất cả là hôm nay là cơ quan tổ chức là ngày mùng 8 tháng 3 cho các chị em phụ nữ và phân nhóm. Thì tôi thì trợ giúp cho nhóm 7 là nhóm của Nga là vợ tôi. Nga là vợ tôi. Là tất cả các món này thì được chị Nga. Được chị Nga. Và vợ tôi là chị Nga. Tôi gọi vợ tôi là chị Nga. Siêu tầm tất cả các thực phẩm cũng như là các cái, thì tôi là trợ giúp là tất cả các cái món này là nướng rồi là luộc để tất cả món ấy thì là vâng. Vâng, chúng tôi thấy rất là cảm ơn phần trợ giúp của anh, nhưng mà cho tôi được phép hỏi một chút, anh có thấy nấu ăn có khó không ạ? Rất khó khăn. Rất khó khăn. Rất khó khăn. Đồng chí Thuận của chúng ta đã nói khó khăn thế nào, nhưng mà ta thì hôm nay, ngày hôm nay là vất vả nhưng ta mà vui. Vâng. Là được là phục vụ, ngày hôm nay là phục vụ hết sức. Phục vụ hết sức. Và mọi cái mình là đều là sức, với là tất cả là vui vẻ và làm tất cả cái món ngày hôm nay là vì phụ nữ rất là vui. Xin kính thưa quý vị, anh Thuận của chúng ta cảm nhận rằng hôm nay tuy rất là mệt mỏi nhưng lại rất là vui. Vậy thì tôi hy vọng rằng tất cả những ngày sau anh đều vui vẻ như thế, dù có vất vả hãy giúp chị em chúng tôi là hoàn thành một số món ăn trong các bữa cơm ăn này. Các anh có đồng ý không ạ? Vâng, xin chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Và xin mời ban giám khảo chúng ta một lần nữa hãy đưa ra quyết định của mình, chấm những thang điểm đẹp nhất cho các món ăn của các nhóm để chúng ta được công bố các giải: một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và bốn giải khuyến khích. Xin kính mời ban giám khảo ạ. Vâng, rất hồi hộp và chúng tôi nhận được thông tin từ ban tổ chức, ban giám khảo rằng giải nhất trong hội thi nấu ăn ẩm thực kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ ngày hôm nay sẽ là 3 triệu đồng. Điều sẽ thuộc về đội thi nào? Chúng ta đang còn hồi hộp chờ đợi phần đánh giá đến từ ban tổ chức, ban giám khảo. Trân trọng kính mời. Trước khi phần trao giải diễn ra, chúng ta sẽ lại cùng phỏng vấn một vị giám khảo nữa. Bây giờ thì xin được phỏng vấn vị giám khảo là ông Lê Bá Ngọc, bí thư đảng ủy xã Châu Hành. Xin kính giám khảo là bác hãy cho hội thi của chúng ta được biết là bác có nhận xét như thế nào về những món ăn hôm nay ạ? Xin kính thưa là chị em phụ nữ và các anh em trong cơ quan. Thế thì tại cái buổi lễ là ta gọi là thì chúc mừng ngày 8 tháng 3 thì là công đoàn phối hợp với cơ quan thì tạo điều kiện cho chị em là cái tổ chức thi ẩm thực. Thì anh em chúng tôi á nói chung và đặc biệt là trong cái ban giám khảo chúng tôi cũng thấy là chị em chúng ta cũng đã có nhiều cố gắng. Nói chung là tất cả những mâm chúng ta đều đạt tốt và là theo cái cuộc thi chúng ta. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng có là nhóm hơn, nhóm ít hơn thế nào, như thế. Thế thì theo đám ban giám khảo chúng tôi thì là chúng tôi thống nhất như thế này, là chúng tôi chỉ phân là hai loại thôi. Xin lỗi là chị em và toàn thể chúng ta đây để chỉ phân hoa lại loại A và loại B. Cho phép chúng tôi là ban giám khảo chúng tôi là có được quyết định như vậy.
Thế thì là qua thống nhất là trong ban giám khảo thì chúng tôi là chúng tôi là theo thứ tự phải không nào? Là từ trên xuống là đến là bảy bậc, là bậc thứ bảy. Thì chúng tôi quyết định á, tất nhiên cùng sàn sàn nhau thôi, có nhích hơn nhau ý được không nào? Nhưng mà dù sao chúng ta cũng phải là có hai đoạn, đoạn A và B. Thì thứ nhất á, đoạn A thì có là bậc thứ bảy và thứ một. Vâng, bậc thứ bảy và bậc đầu tiên và bậc cuối cùng. Và mâm, những mâm giải B gồm là những mâm là thứ 2 đến thứ 6. Xin chúc các tổ chúng ta đã tổ chức thành công. Xin nhân dịp xin chào tham gia, xin chúc chị em chúng ta là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn những lời phát biểu của đại diện ban giám khảo. Và lúc đầu chúng ta đưa ra có 6 giải và có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích đúng không ạ? Nhưng sau một thời gian làm việc rất là nghiêm túc của ban giám khảo đã thống nhất cao và đưa ra 2 giải, đó chính là giải A và giải B. Và tôi xin được công bố. Trước tiên tôi công bố thì xin kính mời tất cả các nhóm chúng ta hãy cùng lên đứng trên sân khấu ạ. Xin kính mời các nhóm chúng ta hãy lên đứng trên sân khấu ạ, để chúng ta được nhận giải ạ. Đại diện thôi. Đại diện các nhóm chúng ta lên sân khấu ạ. Vâng, xin được trân trọng đại diện, kính mời đại diện của các nhóm từ nhóm 1 đến nhóm 7 trở về sân khấu để nhận giải từ ban tổ chức. Xin được kính mời. Mời các chị đứng lên. Mời đồng chí thuận nhóm trưởng nhóm 7 trở về sân khấu. Vâng, trên sân khấu chúng ta đó chính là 7 đại diện của 7 nhóm rất là xuất sắc trong hội thi ẩm thực kỷ niệm 105 ngày quốc tế phụ nữ. Kính đề nghị tất cả khán giả chúng ta hãy dành cho các đội thi chúng ta ngày hôm nay một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng thành quả của tất cả các đội, và xin được chúc mừng các đội tất cả đều có giải, xin chúc mừng. Tất cả đều có giải. Ủy ban nhân dân xã Châu Hành, chúng ta hãy lên sân khấu để có một bó hoa là một món quà chung gửi tới tất cả các chị em trong ngày quốc tế phụ nữ ngày hôm nay ạ. Xin kính mời đại diện của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Châu Hành, chúng ta hãy tiến lên phía trước để tặng hoa cho các chị em, và chúng ta hãy cùng chụp ảnh lưu niệm cùng các chị em trong ngày phần thi yêu hội thi ẩm thực ngày hôm nay ạ. Như vậy thì hiện tại ban tổ chức đang cân đối là chủ đề với chị em trong hội thi ẩm thực ngày hôm nay. Trân trọng kính mời đồng chí.